Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Bà Lượm ở Châu Thành, Tiền Giang để tiếp tục chia sẻ cho quý vị bạn xem thêm ba cái mai dáng bay bonsai ha. Đẹp. Thì quý vị bạn xem và giao lưu anh Bà Lượm nhé. Chào anh. Chào anh Tâm. Dạ. Hôm nay em có ba cây mai dáng bay nha. Dạ. Giao lưu cùng các bạn gần xa nha. Dạ. Vào cây số 1 nha. Dạ. Đầu tiên là cây bay số 1 ha. Bay số 1. Dạ. Rồi chị bay nhanh. Wow, bay đẹp ha. Đúng chuẩn bonsai. Chiều bay là 3m2 nha. Dạ. Rồi rộng tàn luôn. Tán ngang chỗ tán rộng nhất nó là 2m. Dạ 2m ha. Rồi thất thân lên. Thất thân lên chân cành thứ nhất là 80. Rồi. Lên cái thân chính nó là 1m. Dạ 1m ha. Đó, lên tới đây là 1m. Dạ. Bay đẹp. Rồi hoàn thân luôn. Cái này nó lên xù vậy anh? Ừ, giá nó già muốn lên xù. Dạ. Bình cái chỗ đây ha. À, cái chỗ đo cái chỗ này nha. Dạ. Cái là 42. Rồi 42. Ừ. Như cái xù nó dạ. Bự cho đó. Ở đây là 39. Rồi 39. Đấy thì chưa khai thác ha. Tại vì cái cây này cái tàn bay nó dài quá rồi không dám khai thác đế nha quý vị. Đây mặt này đây. Tặng cho nó chịu cái vàng tàn nó lại. Tay cành to lực ha, anh đo được thử to. Một số tay cành ha. Đây đo tay cành thứ nhất. Dạ. Đi. Tại vì nó có nhôm mình trừ hao 2 phân nha. Rồi, 16 trừ hao còn 14 nha. Rồi. To lực ha. To lực đây, bằng bắp tay. Đây tay cành này chỗ này nữa đây. Là 17 tính bỏ 2 phân còn 15 nha. Rồi. Tại vì có nhôm chống. Cây này anh uống được mấy nước nhôm anh? Này cũng hai nước nhôm nha quý vị, khỏi lo. Cặp nhôm ha. Cặp nhôm. Cái này đã cặp rồi. Đây, mình cây gấp cho mình xem dàn xương ha. Thân thì cũng lắc lượng ha. Cây cành phân bố đều. Bông từ mấy cánh anh? Đây có cái bông còn tao ha. Đây. Cái bông này đây nó cũng đây hai cánh này nha. Còn hai cánh nha. 2 4 6 cánh. 6 cánh ha. Cái này cũng có 5 cánh nữa nha. Rồi. Đây, này 6 cánh. 5 cánh, 6 cánh, 5 tới 7 cánh nha quý vị. 5 đến 7 cánh. Mà cánh tròn đẹp nha. Loại. Đó. Cánh tròn đẹp. Cây thì bắn tường mạnh ha. Bắn tường mạnh. Cây tại vì bứng về sợ mất sức rồi mới lặt lá nha. Nay đợi có lá đây. Này lá rất sung rồi. Này lá bự. Đo đường kính bầu cho quý vị khỏi sợ nha. Đo cái đường kính bầu đất ha. Bầu đất lớn nha. 70. Rồi 70. Đây cái mặt đáy lên bứng chừa cho quý vị về trồng mạnh là làm đế nha. Khoảng 3 tấc rưỡi nha. Chất lượng nha. Chất lượng to. Rất bầu rất to luôn. Đây, nó phình chỗ đây ha. Cái như lên xù vậy. Cục á. Hình lục bình chỗ đây nè. Xù bên đây thì bụng chỗ đó. Có thấy loại rễ nha quý vị. Tại vì chưa làm đây, rễ ở đây. Sợ cây mất sức không dám làm đế. Tôi lắc ở đây ha. Ừ, lắc đây. À. Lắc. Thôi cũng lắc luôn. Đây. Phải đây. Rồi cây này mình giao lưu giá nhanh. Cây này em giao lưu tại vườn nha, giá 18 triệu nha. Dạ, 18 triệu ha. Giao lưu tại vườn. Giao lưu tại vườn. Không bao ship. Bên đây thì hơi ngược nắng, vì thông cảm nha. Đúng chuẩn bonsai ha. Cái này về quý vị làm sân vườn đồ rất đẹp nha. Lên tiêu cảnh là đúng bài ha. Chiều bài nó rất dài. Có kiếm có cái bài tự nhiên rồi đó. Thân này thân tự nhiên chứ không phải về mình tạo nha quý vị. Bài tự nhiên ha. Bài tự nhiên. Đó, đúc chuẩn bonsai. Mai dáng bay.
Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cái cây số 2. Dạ, yeah, cây số 2 ha. Dạ, yeah, cũng giống bay anh. Dán bay nha. Dạ. Yeah. Rồi chiều bay luôn. Chiều bay nó là 1m6. Dạ. Yeah. Tán ngang nó là 90. Dạ, yeah, 90 ha. Rồi chiều cao luôn. Gốc đến ngọn ha. Đây từ mặt đế lên tới ngọn đỉnh là 70. Yeah. Rồi 70. Tốt thân đầu tiên nó là 25 nha. Rồi 25 ha. Đây, 25. Cành đầu tiên. Cành đầu tiên. Cái này thần chậu luôn cho anh. Cái này thần chậu, cái này là chậu 2 năm rồi. Dạ, rồi mình chỉnh sửa được bao nước nhôm rồi. Cái này là thành phẩm rồi, mình chỉ cặp dần lại nha. Cái này khoảng 3 nước nhôm nha. Dạ, 3 nước nhôm ha. Bây giờ chỉ cặp kìm nữa thôi. Bay đẹp ha. Giữ tay cho đẹp. Ấm tàn rồi nè. Cái này rất dốt ngọn như cái vị tết này, có bông chơi nha. Dạ. Đây, để đây. Để rất đẹp luôn. Đó, để VIP luôn ha. Đây, để rất lớn nha. Dạ. Đúng chuẩn bonsai. Rồi, hoàn thân luôn. Lúc trên đây luôn ha. Đó. Là 32 nha quý vị. Rồi, 32. Rồi, củ đế luôn anh. Củ đế này rất lớn nha quý vị. Yeah. Bỏ vô vô không. Củ đế này 86 nha. 86. Đây, rễ rất bự nha quý vị. Đế đẹp vít ha. Rễ rất bự nó có đây luôn có rễ gịch, rễ chịu hết trơn nha quý vị. Hai rễ chịu trước luôn. Đúng thế bài ha. Cái này sửa được 3 cái vô cây thành thẩm về đậu lâu ha. Chơi nha quý vị. Làm chậu mấy tấc anh? Chậu 8 tấc á. 8 tấc ha. Đế rất đẹp ha. Tay cành thì phân bố đều ha. Tay cành bằng ngón tay út hết nha quý vị. Rất cứng tay. Cái này tết là bởi vì cũng có số bông chơi nha. Rất đẹp ha. Đây, rễ có rễ chịu hết trơn nha quý vị, rễ gậy luôn. Cái rễ này quý vị về có cắt cũng đẹp lắm nha. Yeah. Để cũng có rễ lồng xuống đây hết rồi. Thì đổi qua cái thím đắp đồi rễ lên đó. Rồi có giá nha anh. Cái này có giá là 6 triệu nha. Em yeah. Cũng giao lưu tại vườn nha. 6 triệu ha. Giao lưu tại vườn. Không bao ship nha. Dạ. Yeah. Cây thì rất đẹp ha. Thương lượng. Giá thì mềm hữu nghị. Rồi tiếp theo anh. Đây, tiếp theo cây số 3. Dạ, yeah, cây số 3 ha. Cũng là một cây có dáng tàn bay nha. Dạ, yeah, cũng dáng bay luôn ha. Cây này thấy quái nè. Rất quái nha. Dạ. Yeah. Đây rất đẹp. Đây nơm VIP luôn ha. Đây nơm. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao nó là 95. Rồi, chiều bay luôn ha. Chiều bay nó là 1m30. Rồi, tán ngang. Tán ngang nó là 85. Rồi, 85 ha. Đây. Đó, cái này thường chậu lâu chưa anh? Cái này thường chậu cũng là gần 2 năm nữa. À, gần 2 năm ha. Sửa chân cành được 2 nước rồi. Cũng rất cứng à. Nằm chậu mấy tấc anh? Chậu 8 tấc. 80 ha. 80. Đây, dòng cho mình xem ha. Cái này bông đẹp nha quý vị. Bông từ mấy cánh à? Từ 7 tới 9 cánh. À, bông đẹp ha, 7 đến 9 cánh. Rồi, quanh thân luôn. Qua wow, để gì? Biết ha. Rất đẹp. Thân thì lắc lượng mà. Lắc lượng luôn. Quanh là 39. Rồi, 39. Rồi, củ đế luôn anh. Củ đế rất rộng nha, rồi đi quay vòng cho quý vị coi là khoảng 98 nha. Để mình đi một vòng cho mình xem ha. Đây. Có hơn á. Có hơn, tại kéo hơi ấy, nhóm lên chị hao ha. Có chị hao. Đây ở dưới đây còn nở nha quý vị. Còn rồi, có thân luôn. Có chân cành đầu tiên ha. Chân cành đầu tiên đây. Là 30 đúng, 30, 31. Rồi, đó. Đế rất nở nha quý vị. Tại mình không có mô là đấy thì 24 giờ ha, VIP. Đó, thần rất lắc luôn. Có cái coi gì con ốc luôn. Thần lắc lượng ha, đúng chuẩn bonsai nè. Rất ngặt luôn. Đây, để mình đi một vòng đế xem ha.
để thì khỏi chê rồi, rất đẹp, rất lớn như gì. Đây cái tay mình đây, rễ thì rất bự nha. Đây còn không sớm xuống đế nữa đụng dây lông nha quý vị. Đây là anh em vừa đưa vũ kiếm này khỏi ra nha. Đây một cái bệt nó bự hơn cái bàn tay nữa. Tiền thì bốn mặt luôn ha, bốn mặt đè đẹp hết, rễ gây như quái lắm thì nó chọn bên nào cũng có rễ hết. Cạnh bay đây ha, lắc lượng nè, chỉ cạnh bay thôi. Cái này bông đẹp như quý vị, khỏi lo, khỏi cần ghép nữa. Lắc lượng rất đẹp. Rồi cái này mình có Zalo giá nhanh. Zalo giá 8 triệu nha quý vị. À 8 triệu ha. Không có ship nha, Zalo. Rồi, không có ship luôn ha. Zalo tại vườn. Cái gì thì liên hệ anh Lượm qua tận Zalo quý vị nha. Bông thì đẹp ha. Bông thì rất đẹp. Cái này thì ấm tàn ha. Như muốn hoàn thiện rồi. Thì cái này giờ về mình chỉ chỉnh sửa sơ sơ nó là một cái. Đây thì rất tốt, lá xanh mướt luôn, đúng chuẩn bonsai. Đấy thì đẹp luôn, khỏi chê. Bông đẹp luôn ha. Bông đẹp. Bông từ 7 tới 9 cánh nha quý vị. Giá thì mềm, không nghĩ. Rồi, tiếp theo luôn. Cây này nữa hết anh. Hết cây ha. Có 3 cây thôi. Rất mong mọi người ủng hộ cho anh Lượm. Rồi video mình cũng tạm dừng tại đây nhé. Nếu thấy nhớ like và chia sẻ mình đi kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.